Xin chào toàn thể tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em lại giới thiệu, trân trọng giới thiệu các bác một con máy gọi là siêu phẩm một chút. Đó là con Fuelled đời 2024, hàng mới nhé, hàng mới 100%. Thì ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883 và 0915198883. Thì cái này nó sẽ sử dụng cho cục máy Fuelled nhé, hoặc là anh em cứ dùng dòng FI nhé, là anh em có thể sử dụng được nhé. Thì hôm nay em bán một con này nó gọi là đầu tay đấy. Từ lúc em bán hàng giờ em mới kiếm được một con nó gọi là đẹp VIP như này. Thì đến giới thiệu các bác thì giá nó cũng không hề rẻ một chút nào nhé. Cục này thì giá của nó là 10 triệu các bác nhé, 10 triệu một cục, nên là máy nó rất là ngon đấy. Nó mới, nó gọi là mới đi các bác nhé. Con này chạy đúng chắc vừa chắc được có 20 cây thôi, 20 km thôi. Còn rất là ngon. Đấy anh dựng Honda Fuelled 125cc. Đấy. Anh kê. Đây anh em nha, con này thì nó là mới rồi. Đấy, em gọi nó là máy mới nha các bác nhá. Chứ không là phải là đấy, máy mới 100% nha các bác nhá. Đây. Lốc này là đây. Sản xuất là 22 tháng 5 2024. Máy thì máy mới rồi. Đấy, báo luôn các bác, đây là máy mới các bác nhé, giá 10 triệu. Đây, chưa một vết chảy xước. Máy đời cao này, lúc đó máy đã màu đen sần. Đen sần các bác nhé. Đây, những con ốc là nó mới khự luôn. Mới 100% nha các bác nhé. Đấy, dành cho các bác nào phải là thật sự chơi, chịu chơi. Hoặc là những con xe kỷ niệm các bác nhé. Cái kỷ niệm ví dụ con Fuelled Future X, hoặc là từ 2011 đổ lên, thì anh em nếu mà lắp dòng FI này thì anh em chơi con này. Nhiều các bác cứ bảo là dòng FI nó yếu, nhưng mà không hề yếu một tí nào nhá. Đấy. Máy nó yếu là các bác đi một thời gian các bác không vệ sinh cái cổ họng này. Đấy, thì nó sẽ yếu. Và cái kim phun nha các bác nhá. Đây. Cái kim phun này thì là đây anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nó còn chưa có một tí cắn nào, nó mới gần như 100% nha các bác nhá. Con này thì thật sự với các bác là nó mới, nên là chất lượng của nó thì anh em khỏi phải nghĩ, không phải bàn về chất lượng nữa, phải giá tiền thôi. Thì các bác nào có thiện chí alo trực tiếp cho bên em thì bên em có bớt một chút cho các bác. Con này thì anh em cũng không phải thay dầu, tại vì con dầu nó rất là mới rồi. Đấy, chạy đâu đó chưa được có mấy chục cây thôi, mấy chục km thôi, máy mới thôi. Đấy, con này trên thị trường thì em khẳng định các bác là để ấy là rất là ít, dường như là không có các bác nhé. Dường như là không có. Đây. Đấy, mới vẫn nguyên mọc hết nhá. Đấy, nguyên mọc. Ốc chưa xước một chút nào luôn. Đấy, chưa xước gì cả. Máy thì anh em lưu ý nhá, nó sẽ đủ hết tất tật là mang cá này. Bình xăng lớn này, anh em nhìn thấy bình xăng lớn chưa? Đấy, lọc gió này, mô bình sườn này, các thứ đều là leng keng, mới leng keng hết các bác nhá. Đấy. Mới khự luôn các bác nhá. Chưa có một vết chảy gì cả. Cái dòng này thì các bác cứ bảo là xăng cơ với lại xăng phun xăng điện tử nó yếu, nhưng mà nhiều các bác là thật sự chuộng cái dòng này, tại vì cái này thì nó phải chịu khó vệ sinh. Anh em chạy tầm độ đôi ba vạn này, anh em phải vệ sinh cái họng này. Đấy, vệ sinh cái họng này nhá. Thì là mới lại cái phần kim phun đây này. Đấy, kim phun này. Ở trong các bác nhá. Thì nếu mà các bác không vệ sinh được nhiều thì nó sẽ tắc, nó tắc nha các bác nha. Thì là sẽ xe nó chạy nó sẽ không êm không mượt nữa. Và thứ hai là bình xăng này, các bác đổ thường thường là nếu mà kim phun anh em đổ xăng A95 các bác nhá, xăng xịn, và những cái lọc nước là anh em nó không bị tắc thì là sẽ động cơ hoạt động rất là tốt và nó bền. Vì cái dòng FI cũng thế thôi, bây giờ cũng như ô tô là phun xăng điện tử hết chứ không phải chế cơ người ta bỏ hết. Nên là thời nó chạy vừa êm và tiết kiệm nhiên liệu. Và thứ hai nữa là vẫn đủ nhá. Vẫn đủ 125cc nha các bác nhá. Đấy. Thì con này giờ em đang chào bán 10 triệu nhá, Fuelled đời 2024 VIP Pro luôn, đẳng cấp các bác nhá. Nên là anh em lưu ý cân đối được con này thì anh em có thể alo trực tiếp cho em qua ba số điện thoại nhá. Quý bác Giang, anh em lưu ý nha, con này cọc trước cho em 1 triệu. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok, các bác thanh toán lốt. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Máy mới rồi, nên là em cũng chả tả quà nữa. Tại vì bên em máy mới, máy cũ đều có hết. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đấy. Máy VIP, số VIP.
đẳng cấp, hàng đẳng cấp Sài Gòn luôn các bác nha, không phải là đấy đâu. Rồi thì anh em mà yêu quý kênh thì anh em đăng ký kênh, xem kênh theo cái video là hay anh em có thể xem được, còn không thì anh em cứ kết bạn Zalo. Còn nếu mức giá 10 triệu thì em có bớt một chút nữa để cho các bác lựa chọn và tham khảo nhá. Máy móc cực kỳ ngon, cực kỳ VIP luôn. Rồi, thân ái chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá.